Tất cả thế gian không gì bằng, nơi không thể khuynh động thôi phục. Vì họ Bồ Tát thường khét ngợi, dạy như vậy khiến chẳng thối chuyển. Tâm kim cang kiên cố này, tất cả thế gian chẳng có gì sánh được, cũng không thể khuynh động, cũng không thể thôi phục. Vì thập trụ Bồ Tát luôn luôn khen ngợi dũng mãnh tinh tấn Bồ Đề Tâm. Giống như vậy, Phật giáo khiến cho Bồ Tát và chúng sinh chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Phật là đại lực chủ thế gian, đầy đủ tất cả các công đức, khiến các Bồ Tát trụ trong đó, nhờ đây dạy thành thắng trượng phu. Phật là chủ nhân đại hùng đại lực, đã đầy đủ hết thảy tất cả công đức, khiến cho tất cả Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ ở trong đại lực, trụ ở trong công đức, nhờ nhân duyên đó mà giáo hóa Bồ Tát và chúng sinh trở thành bậc trượng phu thù thắng, tức cũng là bậc đại trượng phu. Vô lượng vô biên chỗ chư Phật đều được đi đến để gần gũi, thường được chư Phật luôn nhiếp thọ, dạy như vậy khiến chẳng thối chuyển. Ở chỗ vô lượng vô biên các đức Phật, Bồ Tát đều đi đến đạo tràng của các đức Phật để gần gũi Phật, luôn luôn được chư Phật nhiếp thọ. Như vậy Phật giáo khiến cho tất cả Bồ Tát chẳng thối tâm Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn cầu đạo vô thượng. Hết thảy tịch tĩnh các tam muội thảy đều diễn sướng không còn sót. Vì họ Bồ Tát nói như vậy, nhờ đây khiến họ chẳng thối chuyển. Hết thảy tịch tĩnh tất cả tam muội luôn luôn đều diễn nói diệu pháp này mà chẳng còn sót. Phật thường vì thập trụ Bồ Tát mà nói diệu pháp này, khiến cho Bồ Tát chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề, cũng khiến cho chúng sinh chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Phá tan các cõi vòng sinh tử, chuyển bánh xe diệu pháp thanh tịnh, tất cả thế gian chẳng chấp trước, vì các Bồ Tát nói như vậy. Phá tan luân hồi sinh tử các cõi, các cõi tức là tam giới 25 cõi, có sinh có tử, muốn chuyển bánh xe diệu pháp thanh tịnh, do đó pháp luân thường chuyển, khiến cho tất cả chúng sinh thế gian chẳng còn chấp trước. Lại vì tất cả Bồ Tát nói pháp lớn không chấp trước, khiến cho thập trụ Bồ Tát truyền bánh xe diệu pháp vô thượng không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh đọa đường ác, vô lượng khổ nặng về bước bách, làm chỗ nương tựa cứu hộ họ, vì các Bồ Tát nói như vậy. Bồ Tát Pháp Huệ nói, tất cả chúng sinh tại sao hay đọa vào ba đường ác? Vì tham sân si quá nặng cho nên tạo ra tội nghiệp. Có tội nghiệp thì đương nhiên phải đọa vào ba đường ác, phải chịu vô lượng vô biên khổ nặng trong đại địa ngục, phải thọ cực hình, trên núi đao dưới chảo dầu sôi, khát thì uống nước sắt nóng, đói thì ăn hoàng sắt nóng, có các sự khổ nặng, nói không hết được, nào trói buộc, nào bức bách não hại. Bồ Tát vì cứu chúng sinh thọ khổ, cũng là chỗ nương tựa của chúng sinh, vì tất cả Bồ Tát nói pháp nên cứu hộ chúng sinh. Đây là Bồ Tát phát tâm trụ, một hướng chí cầu đạo vô thượng. Như pháp dạy bảo tôi vừa nói, tất cả chư Phật cũng như vậy. Đây là trụ thứ nhất trong thập trụ Bồ Tát phát tâm trụ. Vì một hướng chí cầu đạo vô thượng cho nên trụ nơi ban đầu phát tâm trụ, giống như tôi Pháp Huệ Bồ Tát vừa nói, pháp thập trụ là pháp dạy bảo Bồ Tát và chúng sinh, tất cả chư Phật cũng như vậy. Thứ hai, Bồ Tát trị địa trụ, phải nên phát khởi tâm như vậy, mười phương tất cả các chúng sinh nguyện đều thuận Như Lai giáo hóa. Trụ thứ hai là trị địa trụ, Bồ Tát trụ tại trị địa trụ, phải nên phát khởi tâm như vậy. Tâm nói dưới đây, nguyện hết thảy chúng sinh mười phương thế giới đều thuận theo đạo lý của Như Lai giáo hóa, y theo pháp mà tu hành. Tâm là ích đại bi an lạc, tâm an trụ thương xót nhiếp thọ, thủ hộ chúng sinh đồng tâm mình, tâm sư cùng với tâm đạo sư. Bồ Tát trị địa trụ đối với chúng sinh phải phát mười thứ tâm, tức là tâm lợi ích, tâm đại bi, tâm an lạc, tâm an trụ, tâm thương xót, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ, tâm đồng mình, tâm sư, tâm đạo sư. Tóm lại, Bồ Tát nơi nơi đều vì chúng sinh mà phát các thứ tâm tử bi. Mình trụ tâm thắng diệu như vậy, kế khiến tụng tập cầu đa văn, thường ưa vắng lặng tránh tư duy, gần gũi tất cả thiện tri thức. Bồ Tát nhị trụ tự mình trụ tâm thù thắng vi diệu không thể nghĩ bàn như đã nói ở trên, cầu đạo vô thượng, kế tiếp khiến cho tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh tụng kinh tập pháp, cầu học rộng hiểu nhiều, tức cũng là tụng kinh chép kinh, thọ trí kinh điển nghe nhiều Phật pháp, phải thường vắng lặng nguyện tu tập thiền định, đây là pháp môn tư duy tu, lại phải gần gũi tất cả thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại sao?
Vì thiện tri thức có thể dạy bạn tu hành như thế nào, trừ khử tập khí mau bệnh như thế nào. Ác tri thức dạy bạn chẳng tu hành, làm tăng thêm tập khí mau bệnh của bạn, cho nên phải gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Nói lời hòa duyệt, lìa thô bạo, nói phải biết thời chẳng sợ hãi, thấu đạt nơi nghĩa như pháp hành, xa lìa ngu mê tâm chẳng động, bất cứ lúc nào. Nói lời nói phải hòa nhan duyệt sắc, không thể nói lời thô bạo, càng không thể nói lời chẳng có lễ nghĩa. Lúc cần nói thì nói, chẳng có sự sợ hãi. Lúc không nên nói thì đừng nói lời bậy bạ, phải cẩn thận lời nói. Người xưa có nói, bệnh từ miệng mà vào, họa do miệng mà ra. Đây là triết lý kinh nghiệm, phải thấu rõ tất cả nghĩa lý, đi theo phương pháp tu hành, phải xa lìa ngu mê. Lúc này tâm có định lực thì chẳng dao động, chẳng bị cảnh bên ngoài làm lay chuyển. Do đó có câu, núi thái đổ trước mặt chẳng kinh sợ, người đẹp trước mắt chẳng dao động. Đây là ban đầu học hạnh Bồ Đề. Hay hành hạnh này chân Phật tử, nay tôi nói hạnh họ nên hành, như vậy Phật tử nên siêng học. Đây là Bồ Tát ban đầu phát tâm tu tập hạnh Bồ Đề. Hay tu hành thứ hạnh môn này, tức là Phật tử chân chánh. Tôi Bồ Tát phát huệ, hiện tại vì Bồ Tát ban đầu phát tâm mà nói hạnh Bồ Đề nên tu hành. Pháp như vậy tất cả Phật tử nên siêng năng tinh tấn, đừng giải đãi. Bồ Tát tu hành trụ thứ ba, nên y Phật dạy siêng quán sát, các pháp vô thường khổ và không, chẳng có ta người chẳng động tác. Trụ thứ ba là Bồ Tát tu hành trụ. Bồ Tát trụ tại tu hành trụ, nên y chiếu theo pháp của Phật dạy mà siêng quán sát, y giáo tu hành. Phải biết các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã. Chẳng những chẳng có cái ta, chẳng có người, cũng chẳng có động tác. Phá tan mọi chấp trước, thì chẳng còn chấp ta và chấp pháp. Chấp ta tức là phiền não chướng, chấp pháp tức là sở trí chướng. Tất cả các pháp không đáng ưa, chẳng có danh tự, chẳng xứ sở, chẳng có phân biệt, chẳng chân thật. Hai quán như vậy gọi Bồ Tát. Tất cả các pháp đều chẳng đáng ưa, cũng chẳng có danh tự, cũng chẳng có xứ sở, cũng chẳng có phân biệt. Tâm thức có phân biệt, trí tâm chẳng có phân biệt, cũng chẳng có chân thật, tất cả đều là hư vọng. Hay quan sát được như thế thì gọi là Bồ Tát. Lại khiến quan sát chúng sinh giới và khuyên quan sát nơi pháp giới, thế giới khác nhau không sót thừa, nơi đó đều nên khuyên quan sát. Lại nữa, khiến cho Bồ Tát quan sát tất cả chúng sinh giới và khuyên quan sát pháp giới, hết thảy thế giới khác nhau như thế nào đều phải minh bạch thấu rõ. Hết thảy chúng sinh giới, pháp giới, thế giới đều nên khuyên quan sát. Mười phương thế giới và hư không, hết thảy đất nước và gió lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều khuyên quan sát khiến cùng tận. Mười phương thế giới và hư không giới cùng với hết thảy đất nước, gió lửa, bốn đại cho đến dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều nên khuyên Bồ Tát và chúng sinh quan sát tỉ mỉ tất cả pháp này, phải biết tất cả đều là tướng khác nhau. Quán sát giới đó đều khác nhau và thể tánh đó đều rốt ráo. Được dạy như vậy siêng tu hành, đây tức gọi là chân Phật tử. Quán sát hết thảy chúng sinh giới, pháp giới, thế giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và đất nước, gió lửa, bốn đại giới đều là tướng khác nhau và thể tánh của mỗi giới rốt ráo thấu rõ. Hay được sự dạy khuyên tu hành như vậy, quán sát nhân duyên của tất cả pháp hay thấu suốt tất cả pháp thì gọi đó là Phật tử chân chánh. Thứ tư, Bồ Tát sinh quý trụ, từ các thánh giáo mà sinh ra, thấu suốt các cõi chẳng chỗ có, vượt qua pháp đó sinh pháp giới. Trụ thứ tư là Bồ Tát sinh quý trụ. Bồ Tát sinh quý trụ là từ trong tất cả thánh giáo sinh ra, hay thông đạt tất cả các cõi đều là không, chẳng có thể tánh chân thật, vượt qua tất cả pháp hữu vi, dùng pháp giới làm thể. Tin Phật vững chắc không thể hoại, quán pháp vắng lặng tâm an trụ, tùy các chúng sinh đều biết rõ, thể tánh hư vọng không chân thật. Tâm tin Phật phải kiên cố hơn là kim cang, không thể phá hoại được. Quán sát tất cả các pháp đều là tướng vắng lặng, trong tâm chẳng sợ hãi, an trụ nơi pháp, tùy thuận chúng sinh giới đều thấu rõ, biết được thể tánh đều là hư vọng, chẳng có chân thật. Cõi nước thế gian nghiệp và báo, sinh tử niết bàn đều như vậy. Phật tử nơi pháp quán như vậy, từ Phật thân sinh gọi Phật tử. Thế gian có chánh giác, hữu tình, khí, ba thế gian.
Chỗ của Phật Bồ Tát Thánh Nhân ở gọi là chánh giác thế gian, chỗ của tất cả chúng sinh ở gọi là hữu tình thế gian. Tất cả sông núi, đất đai, nhà cửa, phòng ốc đều gọi là khí thế gian. Thế gian cõi nước của chúng sinh vì một niệm vô minh mà sinh ra mê hoặc. Mê hoặc thì đi tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải thọ quả báo. Tạo nghiệp thiện thì thọ báo thiện. Tạo nghiệp ác thì thọ báo ác. Sinh tử và niết bàn đều như nhau. Có phiền não thì có sinh tử. Biến phiền não thành bồ đề, tức là niết bàn. Đệ tử của Phật đối với tất cả các pháp đều phải quán sát như vậy. Nếu chẳng có mọi sự chấp trước thì giống như tử thân Phật tự sinh ra, gọi là đệ tử của Phật. Đời quá khứ, vị lai hiện tại, trong đó hết thảy các Phật pháp, biết rõ tích tập và viên mãn, như vậy tu tập khiến rốt ráo. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, trong ba đời này, Phật pháp của chư Phật nói, đều thấu rõ biết được là do ít tích tập thành nhiều. Từ chỗ không biết mà biết ít, từ chỗ biết ít mà biết nhiều, từ chỗ biết nhiều mà viên mãn, tu học sáu độ vạn hạnh như vậy, khiến cho đến được quả vị rốt ráo. Ba đời tất cả các Như Lai hay tùy quán sát đều bình đẳng, đủ thứ khác nhau bất khả đắc, người quán như vậy thấu ba đời. Mười phương ba đời tất cả chư Phật hay tùy theo nhân duyên để quán sát tất cả chúng sinh đều là bình đẳng, đủ thứ khác nhau đều là không thể được quán sát như vậy, chẳng có chấp trước thì sẽ thông đạt đạo lý ba đời vô ngại. Như tôi tán dương khen ngợi họ, đây là các công đức tứ trụ, nếu hai y pháp sinh tu hành sớm thành Phật Bồ Đề vô thượng. Giống như tôi Bồ Tát Pháp Huệ tán thán khen ngợi tất cả Bồ Tát, đây tức là hết thảy tất cả công đức của Bồ Tát đệ tứ trụ, trụ thứ tư. Nếu hai y pháp siêng năng tu hành thì sớm sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề của Phật. Từ đây các Bồ Tát thứ năm gọi là cụ túc phương tiện trụ, vào sâu vô lượng xảo phương tiện, phát sinh nghiệp công đức rốt ráo. Trụ thứ năm là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ. Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ vào sâu vô lượng vô biên pháp môn phương tiện khéo léo, tu hành thành công thì sẽ phát sinh đủ thứ công đức rốt ráo, đắc được nghiệp báo viên mãn. Các công đức của Bồ Tát tu đều vì cứu hộ các quần sinh, truyền tầm lợi ích và an lạc, thương xót hướng về khiến độ thoát. Vì Bồ Tát tu hành tất cả phước đức, cho nên có sức đại thần thông, có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. Bồ Tát chuyên tâm lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được an lạc. Bồ Tát thương xót hướng về, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, cải tà theo chánh, phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề, từ bờ sinh tử bên này qua dòng phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Vì các thế gian trừ các nạn, dẫn thoát chúng sinh khiến hoan hỷ, đều phục hết thảy không bỏ sót, đều khiến đủ đức hướng niết bàn. Bồ Tát lấy từ bi làm bản hoài, vì tất cả thế gian trừ khử tất cả tai nạn, tiếp dẫn tất cả chúng sinh thoát khỏi tất cả phiền não, khiến cho tất cả chúng sinh đều được hoan hỷ. Mỗi chúng sinh căng cường đều bị điều phục, chẳng có chúng sinh nào bỏ sót không được điều phục, hoàn toàn đều được cứu thoát, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ phước đức, đi hướng về đường niết bàn. Tất cả chúng sinh chẳng bờ mé, vô lượng vô biên không nghĩ bàn, cho đến không thể sức lượng thầy, nghe thọ pháp Như Lai như vậy. Hết thầy tất cả chúng sinh chẳng có bờ mé hạn lượng số mục, có nhiều không thể nghĩ bàn, cũng không thể cần để xưng, cũng không thể dùng thước để lường. Chúng sinh hiểu như vậy, đều nghe thọ pháp cụ túc phương tiện trụ của Phật nói. Đầy trụ thứ năm chân Phật tử, thành tựu phương tiện độ chúng sinh, tất cả công đức đại trí tôn dùng pháp như vậy để khai thị. Chân Phật tử của trụ thứ năm thành tựu pháp cụ túc phương tiện để phổ độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Thế Tôn tích tập tất cả công đức đại trí huệ dùng pháp này để khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho phát tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Thứ sáu chánh tâm viên mãn trụ, đời pháp tự tánh chẳng mê hoặc, chánh niệm suy ngẫm lìa phân biệt, tất cả trời người không động được. Trụ thứ sáu là Bồ Tát chánh tâm viên mãn trụ. Bồ Tát chánh tâm trụ đối với Phật pháp thấu suốt, nhận thức rất rõ ràng, chẳng có tơ hào mê hoặc. Bồ Tát dùng trí huệ chánh niệm để suy ngẫm pháp này, lìa khỏi tâm phân biệt, cho nên hàng trời người chẳng cách chi chắc lường được cảnh giới này, cũng chẳng cách chi dao động được chánh tâm niệm này. Nghe khen chê Phật và Phật pháp, Bồ Tát và hạnh Bồ Tát hành, chúng sinh hữu lượng hoặc vô lượng, hữu cấu vô cấu độ khó dễ.
định lực của Bồ Tát Chánh Tâm Trụ đều viên mãn, cho nên nghe khen ngợi Phật hoặc phỉ báng Phật, khen ngợi Pháp hoặc phỉ báng Pháp, khen ngợi Bồ Tát hoặc phỉ báng Bồ Tát mà tâm chẳng dao động, chẳng bị gió lời nói thổi lay động. Hạnh môn của Bồ Tát tu hành hoặc khen ngợi hoặc phỉ báng đều chẳng động tâm, hoặc chúng sinh hữu lượng, hoặc chúng sinh vô lượng, hoặc chúng sinh hữu cấu, hoặc chúng sinh vô cấu, hoặc chúng sinh khó độ, hoặc chúng sinh dễ độ. Bồ Tát Chánh Tâm Trụ nghe được, có người nói những vấn đề này đều chẳng động tâm. Tại sao vậy? Vì định lực của Bồ Tát Chánh Tâm Trụ rất kiên cố, chẳng bị cảnh bên ngoài làm dao động. Pháp giới lớn nhỏ và thành hoại, hoặc có hoặc không tâm chẳng động, quá khứ, vị lai và hiện tại, xét nghĩ, suy ngẫm, luôn quyết định. Có người nói pháp giới là lớn hoặc là nhỏ, hoặc lúc thành tựu hoặc lúc tan hoại, hoặc là có hoặc là không. Những lời nói này đều là giả, chẳng thật có. Cho nên tâm chẳng động, không màng là quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, suy xét để suy ngẫm, luôn luôn quyết định. Tất cả các pháp đều vô tướng, không thể không tánh, không chẳng thật, như huyễn như mộng lìa phân biệt, luôn thích lắng nghe nghĩa như vậy. Hết thảy tất cả các pháp đều chẳng có hình tướng, cũng chẳng có thể, cũng chẳng có tánh, cũng chẳng thật tại mà là tướng vắng lặng, giống như huyễn hóa không thật, giống như cảnh giới hư vọng ở trong mộng. Bản thể của pháp là lìa khỏi phân biệt. Bồ Tát Chánh Tâm Trụ luôn luôn muốn lắng nghe đạo lý không thể nghĩ bàn này. Thứ bảy, Bồ Tát Bất Thối Truyền, nơi Phật và Pháp Bồ Tát hạnh, hoặc có hoặc không, thoát không thoát, tùy nghe nói đó chẳng thối động. Trụ thứ bảy là Bồ Tát Bất Thối Trụ. Bồ Tát Bất Thối Trụ đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có người khen ngợi hoặc phỉ báng thì tâm chẳng động. Có người nói có Tam Bảo hoặc chẳng có Tam Bảo cũng chẳng động tâm. Có người nói tu hành được thoát khỏi ba cõi hoặc chẳng thoát khỏi ba cõi cũng chẳng động tâm. Tùy nhờ nghe nói những pháp này mà tâm chẳng dao động, chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Đời quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật có hoặc không, trí Phật hữu tận hoặc vô tận, ba đời một tướng đủ thứ tướng. Có người nói ba đời có Phật hoặc không có Phật, trí huệ của Phật hữu tận hoặc không cùng tận, ba đời là một tướng hoặc nhiều tướng. Nói những pháp này, Bồ Tát Bất Thối Trụ đều chẳng động tâm. Một tức là nhiều, nhiều tức một, văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy văn, như vậy tất cả chuyển thành bậc bất thối đáng vì họ nói. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Người có chấp trước thì nhận rằng một tức là một, nhiều tức là nhiều. Nếu nói với họ một là nhiều thì họ chẳng tin, nói nhiều là một thì họ càng không tin. Tại sao? Vì có sự chấp trước. Nếu như người chẳng chấp trước thì biết một là do nhiều mà một, nhiều là do một mà nhiều. Bổn lai chẳng có gì phân biệt, cho nên một tức là nhiều, nhiều tức một. Ở trong văn tự có nghĩa, văn là hiển nghĩa, nghĩa cũng do văn sinh ra. Văn tự bát nhã tức là văn, quán chiếu bát nhã là nghĩa. Thật tướng bát nhã tức là đạo lý văn và nghĩa, giống như nhiều tức là một, một tức là nhiều. Đây là văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy nơi văn. Những đạo lý này đều liên tục không ngừng, cùng nhau thành tựu, chuyển chuyển mà thành tựu. Đạo lý vô ngại, sự sự vô ngại này, Bồ Tát Bất Thối Trụ đều minh bạch, nên vì chúng sinh mà nói. Nếu pháp có tướng và vô tướng, nếu pháp có tánh và vô tánh, đủ thứ khác nhau làm quyến thuộc, người này nghe rồi được rốt ráo. Hoặc nói pháp này có tướng, hoặc nói pháp kia vô tướng, hoặc nói pháp này có tánh, hoặc nói pháp này không tánh. Bồ Tát Bất Thối Trụ nghe được những sự nói pháp này, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, đủ thứ sự khác nhau này cùng nhau làm quyến thuộc. Bồ Tát Bất Thối Trụ nghe pháp này rồi đắc được nghĩa lý rốt ráo. Thứ tám, Bồ Tát Đồng Chân Trụ, thân lời ý hành đều đầy đủ, tất cả thanh tịnh chẳng có lỗi, tùy ý thọ sinh được tự tại. Trụ thứ tám là Bồ Tát Đồng Chân Trụ. Đồng chân tức là chân thể đồng tử thuần dương. Bồ Tát Đồng Chân Trụ chẳng có tư tưởng bất chánh đáng, cũng chẳng có tập khí không tốt, cho nên thân lời ý ba nghiệp đều đầy đủ thanh tịnh, chẳng có tất cả lỗi lầm. Tùy theo tâm nguyện của mình mà đi thọ sinh, nguyện muốn đến cõi chúng sinh nào thì đến cõi chúng sinh đó, chẳng bị hạn chế. Do đó có câu du hí nhân gian đều tự tại, đều hợp pháp. Biết các chúng sinh tâm ưa thích, đủ thứ kiến giải đều khác nhau, cho đến hết thảy tất cả pháp, mười phương cõi nước tướng thành hoại.
Bồ Tát đồng chân trụ, biết sự ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh. Hết thảy chúng sinh, hết thảy tư tưởng, hết thảy kiến giải đều khác nhau mà chẳng giống nhau. Và tất cả pháp tu hành, bốn tướng thành trụ hoại không trong mười phương cõi nước, Bồ Tát đều biết, thấu hiểu rõ ràng. Đắc được diệu thần thông mau chóng, trong khắp mọi nơi tùy niệm đến, nơi chỗ chư Phật lắng nghe pháp, khen ngợi tu hành chẳng giải đãi. Bồ Tát đồng chân trụ sớm đắc được thần thông diệu dụng mau chóng, trong tất cả mọi nơi, tùy tâm niệm mà qua đến, đến chỗ đạo tràng của mười phương chư Phật để lắng nghe kinh, nghe pháp, khen ngợi tu hành, tức là cung hành thật tiễn, dũng mãnh tinh tấn, chẳng giải đãi, tức là không lười biếng, chẳng nhàm mỏi. Biết rõ tất cả các cõi Phật, chấn động gia trì cũng quan sát, vượt qua cõi Phật không thể lường, du hành thế giới vô biên số. Bồ Tát đồng chân trụ thấu rõ tất cả cõi nước chư Phật, có lúc chấn động, có lúc gia trì, cũng khéo quan sát. Sự chấn động, sự gia trì, vượt qua cõi Phật nhiều không thể lường được, lại hay hiện ra cảnh giới du hí tam muội, du hành thế giới chẳng có số lượng. A Tăng kỳ pháp đều thưa hỏi, chỗ muốn thọ thân đều tự tại, lời lẽ khéo léo dùng mãn khắp, chư Phật vô số đều hầu hạ. Có vô lượng vô số các diệu pháp, Bồ Tát đồng chân trụ trong một niệm có thể thưa hỏi. Vì Bồ Tát chẳng sợ sinh tử, cho nên chỗ muốn thọ thân đều rất tự tại, chẳng có mọi sự thống khổ. Bồ Tát đồng chân trụ, lời lẽ nói ra đều rất êm tai hòa nhã, khéo diễn nói tất cả diệu pháp, dụng mãn khắp pháp giới, và còn đến mười phương thế giới để thừa dự chư Phật, cúng dường chư Phật. Thứ 9, Bồ Tát vương tử trụ, thấy được chúng sinh, thọ sinh khác, phiền não hiện tập đều biết hết, sở hành phương tiện đều khéo rõ. Trụ thứ 9 là Bồ Tát vương tử trụ. Bồ Tát pháp vương tử trụ thấy được tất cả chúng sinh, thọ sinh khác nhau, hiện tượng phiền não và tập khí đều biết hết. Sở tu hành tất cả pháp môn phương tiện đều khéo biết rõ. Các pháp đều khác oai nghi khác. Thế giới tiền hậu tế đều khác. Như thế tục đế đệ nhất nghĩa đều khéo biết rõ chẳng sót thừa. Hết thảy tất cả pháp khác nhau. Hết thảy tất cả oai nghi cũng khác nhau. Hết thảy tất cả thế giới cũng khác nhau. Tiền hậu tế cũng khác nhau. Hoặc có tục đế của thế tục, hoặc có chân đế của xuất thế. Những pháp môn này, Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ đều hoàn toàn khéo biết rõ, cho nên chẳng có chỗ nào mà không minh bạch. Pháp vương khéo léo nơi an lập, tùy theo xứ sở hết thảy pháp, cung điện pháp vương hoặc hướng vào, cho đến quán thấy ở trong đó. Pháp vương khéo giáo hóa chúng sinh, an lập cứu hộ chúng sinh, tùy theo tình hình xứ sở mà dùng phương pháp gì để dạy chúng sinh. Cung điện của pháp vương ở nơi bồ đề đại đạo pháp vương hướng vào, cùng với pháp mà đấng pháp vương minh bạch quán thấy đủ thứ các pháp. Pháp quán đảnh mà pháp vương có thần lực gia trì chẳng khiếp sợ, cùng thất yên nghỉ và ngợi khen, dùng đây chỉ dạy pháp vương tử. Phật là đấng pháp vương, Bồ Tát là con của đấng pháp vương. Khi Bồ Tát sắp thành Phật thì trước hết phải thọ pháp quán đảnh. Mười phương chư Phật đều đến vì Bồ Tát quán đảnh và dùng thần lực gia trì khiến cho ngài chẳng có khiếp sợ, thường hành từ bi hỷ xả bốn tầm vô thượng. Pháp vương yên nghỉ như thế nào, trụ cung điện như thế nào, tại cung điện phải làm gì, khi pháp vương được người khen ngợi thì thế nào, những quỷ cụ này chư Phật chỉ dạy pháp vương tử làm như thế nào. Như vậy vì nói ra hết cả mà khiến cho tâm chẳng chấp trước, nơi đây biết rõ tu chánh niệm, tất cả chư Phật hiện ra trước giống như ở trước pháp vương. Vì pháp vương tử nói đủ thứ quy cụ, nói ra hết. Mục đích của Phật nói là phá chấp trước, khiến cho tâm chẳng còn chấp trước, cải tà quy về chánh, khử thức tổn trí, biết rõ tu hành chánh niệm như thế nào mới có thể tránh trì kiến đắc được chánh định. Nếu y chánh niệm để tu hành thì chư Phật sẽ hiện ra ở trước để quán đảnh thọ ký. Thứ 10, quán đảnh chân Phật tử thành mãn pháp bậc nhất tối thượng. Mười phương vô số các thế giới, thảy đều chấn động, quang chiếu khắp. Trụ thứ 10 là Bồ Tát Quán Đảnh Trụ. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ là Phật tử chân chánh, chẳng thối chuyển, thường học theo Phật, thành tựu viên mãn pháp bậc nhất tối thượng, hay ở trong mười phương vô số thế giới, dùng sáu thứ chấn động, khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, lại phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới, khiến cho chúng sinh học đạo vô thượng. Trụ trì qua đến cũng không thừa, thanh tịnh trang nghiêm đều đầy đủ, khai thị chúng sinh vô số lượng, quán sát các căn đều biết hết.
Bồ Tát Quán Đảnh Trụ ngài hay trụ trì thế gian tất cả Phật pháp, lại hay dùng thần thông đến mười phương thế giới cúng dường tất cả chư Phật, chẳng có cõi Phật nào mà không đến cúng dường. Phàm là có cõi Phật thì đều đi đến cúng dường thanh tịnh trang nghiêm đầy đủ viên mãn, khải thị chúng sinh nhiều chẳng có số lượng, tùy độ chúng sinh mà chẳng có tướng độ sinh. Trong kinh Kim Cang có nói: diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, thật chẳng có chúng sinh được diệt độ. Tại sao? Vì lìa khỏi sự chấp trước độ sinh, biết bản lai không một vật chỗ nào dính bụi bặm, quan sát tất cả chúng sinh nhân duyên độ được chẳng độ được, lại quan sát căn tánh của chúng sinh là lợi căn hay độ căn, dùng diệu quán sát trí để quan sát rất rõ ràng, hoàn toàn thấu rõ, chẳng phải quan sát tựa đúng mà sai, chẳng có chỗ nào mà chẳng triệt đề, chẳng rốt ráo. Phát tâm điều phục cũng vô biên, đều khiến hướng về Đại Bồ Đề, tất cả pháp giới đều quán sát, mười phương cõi nước đều qua đến. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ phát tâm điều phục chúng sinh càng cường, điều phục vô lượng vô biên chúng sinh, đều khiến cho hướng về Bồ Đề Đại Đạo, đi đến quả vị Phật. Hết thảy mười pháp giới, Bồ Tát đều dùng trí huệ để quán sát, mười phương cõi nước chư Phật đều đi đến thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Trong đó thân và thân sở tác, thần thông biến hiện khó dò được, ba đời cõi Phật, các cảnh giới, cho đến vương tử không biết được. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ, thân và thân tác nghiệp, tu tịnh nghiệp, thần thông biến hiện không thể nghĩ bàn, không thể dò được, mười phương ba đời tất cả chư Phật cõi nước, hết thảy cảnh giới đều không giống nhau. Cảnh giới này Bồ Tát trụ ở Pháp Vương Tử Trụ cũng chẳng biết được, chỉ có Bồ Tát Quán Đảnh Trụ mới thấu rõ được cảnh giới này. Tất cả ai thấy trí ba đời, nơi các Phật Pháp trí thấu rõ, pháp giới vô ngại vô biên trí, dùng mãn tất cả thế giới trí. Tất cả ai thấy có trí huệ ba đời, đối với tất cả Phật có trí huệ thấu rõ, dùng trí huệ viên dung vô ngại để quan sát pháp giới, trí huệ sùng mãn tất cả thế giới, đây là diệu quan sát trí của Bồ Tát Quán Đảnh Trụ. Trí chiếu sáng thế giới trụ trì, trí biết rõ chúng sinh các pháp, và trí biết chánh giác vô biên, Như Lai vì nói ra hết cả. Có trí huệ mới có quang minh, có quang minh mới chiếu sáng tất cả thế giới. Trí huệ trụ trì Phật Pháp phải thấu rõ, biết nhân duyên và quả báo của tất cả chúng sinh, cho đến khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo các pháp. Còn phải biết chánh giác vô biên trí huệ của Phật. Phật vì tất cả Bồ Tát mà nói trí huệ này, hoàn toàn khiến cho minh bạch. Như vậy các Bồ Tát thập trụ đều từ Pháp Như Lai hóa sinh, tùy theo hết thảy hạnh công đức, tất cả trời người không dò được. Tất cả các Bồ Tát thập trụ này đều từ Pháp của Phật nói hóa sinh ra, do đó từ miệng Phật sinh, từ Pháp hóa sinh, là vì Pháp Vương Tử tùy theo tất cả hạnh công đức của Bồ Tát, tất cả chư thiên và loài người đều không thể biết được tất cả hạnh công đức của Bồ Tát tu, cũng không thể trắc lường được. Đời quá khứ vị La hiện tại, phát tâm cầu Phật không bờ mé, mười phương cõi nước đều sung mãn, sớm sẽ thành tựu nhất thiết trí. Bồ Tát thập trụ ở trong ba đời phát tâm cầu Phật đạo vô thượng, pháp môn tu hành này chẳng có bờ mé, ở trong mười phương cõi nước đều sung mãn công đức này, sớm sẽ thành tựu nhất thiết trí viên mãn quả vị Phật. Tất cả cõi nước không bờ mé, thế giới chúng sinh pháp cũng vậy, hoặc nghiệp tâm thích đều khác nhau, nương đó mà phát tâm Bồ Đề. Có một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, một bốn đại châu, gọi là một thế giới. Trong thế giới có rất nhiều nước, đây gọi là cõi nước. Cõi nước chẳng có bờ mé, thế giới chẳng có bờ mé, chúng sinh chẳng có bờ mé. Chúng sinh vì vô minh mà sinh ra tướng tạm tế, một tướng nghiệp, tức là khởi hoặc tạo nghiệp, hai tướng hiện, hiện ra tướng nghiệp, ba tướng chuyển, tướng nghiệp này chuyển chuyển luân hồi, khởi hoặc thì phải tạo nghiệp thì phải thọ quả báo, đây là đạo lý tự nhiên. Trong tâm chúng sinh ưa thích, hoan hỷ, hy vọng đều khác nhau, vô minh sinh ra hoặc nghiệp khổ, nếu giác ngộ được thì phát tâm Bồ Đề, nghiên cứu tu hành như thế nào. Một niệm ban đầu cầu Phật đạo, thế gian chúng sinh và nhị thừa, hết thảy cũng không thể biết được, hà huống các hạnh công đức khác. Ban đầu phát tâm tu Phật đạo, một niệm tâm này hết thảy chúng sinh thế gian và nhị thừa chẳng cách chi biết được, hà huống là các hạnh công đức dư thừa khác, càng không ai, không có ai biết được. Mười phương hết thảy các thế giới dùng một sợi lông nâng lên được, người đó biết được Phật tử này,
hướng về hạnh trí huệ Như Lai. Thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, Bồ Tát có thể dùng sức thần thông, dùng một sợi lông nâng mười phương hết thảy thế giới lên được. Bồ Tát thập trụ mới biết được công đức và năng lực của Phật tử, mới có thể thu hướng về hạnh môn trí huệ viên mãn của Phật. Mười phương hết thảy các biển cả đều dùng đầu lông chấm khô cạn. Người đó biết được Phật tử này một niệm sở tu hạnh công đức. Mười phương hết thảy tất cả biển cả, Bồ Tát dùng đậu sợi lông để chấm nước biển, có thể khiến cho nước biển khô cạn. Bồ Tát có thần thông như thế mới biết được cảnh giới của Bồ Tát thập trụ. Một niệm ban đầu phát tâm hạnh công đức tu hành thành tựu đều biết được. Tất cả thế giới nghiền thành bụi đều phân biệt được biết số lượng. Như vậy người đó mới thấy được sự hành đạo các Bồ Tát này. Nếu đem tất cả thế giới trong mười phương nghiền thành bụi thì Bồ Tát cũng phân biệt được cứu kính có bao nhiêu hạt bụi. Bồ Tát có thần thông như thế mới thấy được con đường tu hành của Bồ Tát thập trụ. Vị Lai hiện tại mười phương Phật, tất cả độc giác và thanh văn đều dùng đủ thứ diệu biện tài khai thị sơ pháp Bồ Đề Tâm. Mười phương chư Phật quá khứ, mười phương chư Phật vị lai, mười phương chư Phật hiện tại, hết thảy độc giác Phật và tất cả thanh văn dùng đủ thứ biện tài vi diệu để khai thị chỉ dạy cho tất cả chúng sinh, khiến cho phát tâm Bồ Đề. Phát tâm công đức không thể lường, sung mãn tất cả chúng sinh giới, chúng trí cùng nói không hết được, hà huống các diệu hạnh khác kia. Công đức của Bồ Tát sơ phát tâm trong thập trụ đã là không thể nghĩ bàn, hà huống là công đức của trụ Bồ Tát khác, càng không thể nghĩ bàn, sung mãn khắp tất cả chúng sinh giới, hết thảy tất cả trí huệ cùng nhau nói công đức của thập trụ cũng nói không hết, hà huống là các diệu hạnh khác càng nói không hết được.